Xin chào toàn thể các bạn đến với kênh YouTube của Đăng Kiêu nhé. Ở video này mình sẽ nói cụ thể cho các bạn hiểu, bởi vì là mình trong thời gian vừa rồi mình cũng bận ấy, đâm ra mình không dép được hết tin nhắn của các bạn ấy. Nhưng mình nhận được rất nhiều các bạn hỏi là có máy về bypass iCloud ấy. Và đặc biệt đây mình hôm nay mình sẽ nói luôn là các bạn nhìn này, trên tay mình đang có một con 7 Plus này. Và đây là một con iPhone 8 nhá, 8 nhỏ này. 8G và một con 7 này. Thì với những cái máy ở rất nhiều video mình đã nói, nhưng hôm nay mình sẽ quay hẳn cho các bạn biết nhé. Vì nhiều bạn cứ hỏi mình với những cái máy nó bị vô hiệu hóa kết nối với iTunes như thế này, hoặc là máy đang còn barcode hỏi mật khẩu, bạn hiểu không, như thế này, thì 100% những cái máy này là bypass full nghe gọi được và dùng cái tool miễn phí mình chia sẻ nhé. Đây này, với những con này là dùng tool miễn phí mình chia sẻ đấy, là bypass nghe gọi full chức năng 100% đó. Còn với những cái máy như thế này, với những cái máy mà nó hello rồi thì không bypass nghe gọi được các bạn nhé. Cái tool miễn phí mình chia sẻ đấy thì nó sẽ không bypass được nghe gọi cho cái dạng đang máy đang hello như thế này. Đấy, dạng hello như này là không bypass được này. Bởi vì rất nhiều bạn cứ xem rồi hỏi là anh ơi máy em như thế này có bypass nghe gọi được không. Nhưng sau khi mình hỏi đến chụp hình ảnh thì là không bypass được. Mình bảo là máy hello rồi thì không làm được, là cái tool miễn phí đấy không hoạt động được. Đây, như con này đang bị khóa này, khóa iCloud này. Đó. Nhưng hiện tại con 8 này như nó lên chữ xin chào như này rồi là lên US 15 là cũng không bypass nghe gọi được. Đó. Với những cái máy nào ấy mà dạng hello rồi, hello như này các bạn nhá, nhưng mà nó là US dưới 15 thì sẽ bypass nghe gọi được nhưng chi phí nó cao. Thì những con đấy theo mình thì chỉ bạn nào làm từ 7 Bluetooth đổ lên thôi, đến iPhone X bạn nhá. Từ 7 Bluetooth đến iPhone X này thì lên bypass vì giá thành nó rất là cao. Và đối với những máy hello như này là phải dùng tool mất tiền thì mới làm được, giá thành của nó cao lắm. Đơn giản như con 8 này, nếu mà bypass full nghe gọi nó rơi vào khoảng tầm 1,3 triệu cơ. Đó, mình có làm một bạn cho ở Thường Tín nữa đấy, hôm nọ bạn có lên mình có làm cho bạn rồi. Đây, trên tay mình đang cầm một con X này. Con X này cũng là con X bypass full nghe gọi các bạn nhé. Hiện tại nó đang là OS 14. Đấy, con X này là 14.4.2 bypass full nghe gọi, dùng full chức năng luôn, không lỗi gì cả. Các bạn có thể nhét sim vào dùng bình thường, bên mình là chặn luôn, chặn luôn cập nhật rồi. Đấy, bạn vào đây và bạn vào nhìn đây, nhìn là rõ ngay. Và phần đặt lại này, nó chỉ có đặt lại tất cả cái đặt, nhưng kích vào đây nó sẽ chặn luôn nhá, nó không còn nó sẽ không đặt lại được ấy, nó chặn luôn rồi, mình không có cái mục đặt lại, nó vẫn thế thôi. Và đăng nhập iCloud bình thường nhá, các bạn kết nối wifi đăng nhập iCloud dùng bình thường, tải bình thường. Nhưng mà với những cái máy hello này thì nó giá thành nó cao, không sử dụng được cái tool miễn phí. Còn với những cái máy mà đang tình trạng như này này thì mình đảm bảo 100% là các bạn bypass nghe gọi full chức năng, nó cũng như con này thôi, giống như con X này này đó, 100% luôn. Mà dùng cái tool miễn phí nhá, mình tiêu miễn phí mình đang chia sẻ đấy. Còn một phần nữa là để các bạn tiện thể, nhiều bạn hỏi ấy, là làm sao phân biệt được OS 14 với 13. Thì bây các bạn vào như con này đang bị vô hiệu hóa cái đó tool này, bạn vào khẩn cấp cho mình này. Các bạn để ý này, bên này nó có một cái nút nhé, bạn gạt cho mình này. Bạn nhìn thấy cái chuông chưa? Nó có cái chuông đỏ này là nó đã lên OS 13, bắt đầu từ OS 13 thì nên nó sẽ có cái chuông đỏ này. Nhưng để làm sao mình phân biệt được OS 13 với OS 14, và bây giờ lại còn một cái là OS 15 cơ, thì tạm thời mình cứ nói đến OS 13 đã. Thì các bạn ấn gọi 112. Bạn để ý chứ nhá, góc trên đầu mình này, nếu như gọi bấm vào chúng ta ấn gọi này, nó không có cái chấm này là con này đang ở OS 13. Còn nếu như nó có cái chấm vàng vàng này này là nó lên OS 14. Đó, còn hiện tại bây giờ là những con máy 6S cho đến 7 Plus mà để phân biệt từ OS 14 đến OS 15 thì mình chưa tìm ra. Thế nhưng lên đến iPhone X thì mình đã phát hiện ra rồi. Đó, lên iPhone X này thì các bạn chỉ cần dí phím nguồn và phím giảm lượng này. Đấy, nó sẽ về chế độ như này. Nếu như con này hiện tại đang OS 14 nhá, thì nó sẽ như thế này. Còn nếu như S15 nó sẽ có thêm một dòng nữa nhỏ dưới xíu bên này, nó là có thể tìm thấy khi iPhone bị tắt hay là gì đó, mình không nhớ rõ lắm, nhưng biết là bên dưới này nó có một dòng chữ nữa này. Đó là những con máy đã lên S15. Mà hiện tại bây giờ mình S15 là chưa dai black được các bạn nhá. Cả kể đối với những máy hello như con này, cả kể như con này đang hello nhá, S15 không thể nào dai black được.
đó, nên không 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 dai của Black được S15 nha. Hiện tại cũng phải chờ các bạn nhé. Còn dai của Black máy thì bây giờ đây là Facebook của mình này, dai của Black máy thì mình sẽ hướng dẫn luôn ở trên Mac nhé, lại một lần nữa cho các bạn dễ hiểu. Nên các bạn mở check ra này, bạn kết nối điện thoại với máy tính nhá, bạn tắt nguồn cho mình này. Ở dòng iPhone 6 từ 5S cho đến 6S Plus nha, là các bạn giữ phím home, sau đó bạn kim cáp. Còn lên dòng 7 rồi, 7 thì các bạn phải ấn phím giảm âm lượng, các bạn kim cáp. Kim cáp cho mình nó về chế độ recovery. Bạn nhìn trên này là khi nào nó nhận nó mới nổi chữ nó start này cơ. Đấy, máy đã về chế độ recovery là treo cắp đĩa này. Đây cắp đĩa này là có nên USB 13 nó như này các bạn nhé. Còn 12 thì nó sẽ là một cái chữ màu xanh trắng. Giờ chúng ta tiến hành bấm start này. Các bạn nhìn đây này, nó mờ có 4 giây nhá. Đây là 10 giây này thì chúng ta giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng một lúc. Khi nào hết cái 4 giây này nó chạy xuống đến đây là thứ tự 1 này, 2 này, 3 này thì hết cái chúng ta ấn start thì nó sẽ nhảy sang cái số thứ 2 này này. Thì chúng ta giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng cùng một lúc cho khi nào nó chạy hết 4 giây này, nó sẽ đếm 4 giây đếm lùi nhá. Thì chúng ta chuyển nó sang cái số 3 này này, thì nó chuyển sang cái này, chúng ta nhả phím nguồn ra và tiếp tục giữ im phím giảm âm lượng. Khi nào nó chạy hết 10 giây thì chúng ta nhả tay ra, nó sẽ tự động dial black. Đây nhá, mình làm mỗi các bạn này. Giữ cùng một lúc này. Đấy, nhả tay phím nguồn ra, giữ phím giảm lượng thôi. Đang đếm lùi này. Đấy, bắt đầu chúng ta chờ nó chạy thôi. Đang bót tinh rồi đấy. Bạn nhìn thấy chưa, nó đã nổi chữ Aldon này. Đấy, là con này đã dai và lách xong. Ở trên Win thì nó không có, nhưng trên MacBook ấy, các bạn muốn biết con này đang quét bao nhiêu ấy. Đây là mình đang lấy con này, nó đang vào trong những con máy bắt cốt nhá, thì nó bấm chúng ta bấm Mina này nó sẽ ra luôn. Đấy, nó báo luôn này, con này đang ở quét 14.4.2. Đấy. Và bây giờ sẽ quay trở lại với cái hướng dẫn tải tool nhá. Mình cũng chưa hiểu luôn là đây các bạn, nó dễ đơn giản thôi mà. Các bạn vào Google giúp mình, gõ cho mình cái cụm từ trên đấy, FRB gõ chữ V2.7 này, nó ra luôn. Nó là trang đầu tiên đây. Tool này nó sẽ cập nhật thường xuyên. Bạn kéo xuống dưới cho mình. Đây, link tool này. Link tool này. Với những máy của ai mở lên mà nó không chạy, bắt buộc các bạn phải cài cái led này nhá. Bắt buộc phải cài cái này này. Mà cái tool này nó chạy trên Win 10 chứ nó không chạy trên Win 7, các bạn lưu ý giúp mình nhá. Máy ai tải cái này về mà báo lỗi thì các bạn cài thêm cho mình cái này. Đó, cài thêm cho mình cái này này. Còn khi tải về ấy, trong đây nó sẽ có bát giải lén. Thì các bạn nhìn này, nó tải rõ ràng đây, bạn nhìn thấy cái từ bát đây nó ghi rõ ràng rành luôn, đỏ lòm như này, mà các bạn vẫn cứ hỏi mình là anh ơi bát là gì? Bát giải lén là gì? Cái tool này nó hoàn toàn miễn phí. Thì các bạn lưu ý giúp mình, đây nó có bát, nó sẽ ghi sẵn đây vào đấy. Đây là bát của nó, bát giải lén của cái file đấy, của cái tool bypass. Hiện tại bây giờ của nó đang lên là phiên bản V2.8.2. Đó là phiên bản mới nhất của nó hiện tại. Đó. Nó chạy trên Win 10. Và đặc biệt bây giờ là hiện tại là vẫn chưa dai được Black, được US 15 đâu nhá các bạn nhá. Nếu như ai mà bảo dai Black US 15 ấy mà người ta bắt cọc tiền thì các bạn tốt nhất đừng có cọc tiền nhá. Còn cái bypass nghe gọi này thì mình có thể làm từ xa, nhưng mà với điều kiện là các bạn phải biết dai Black thì mình mới làm được, chứ còn nếu các bạn không dai Black không làm được đâu. Đó, video này thì mình chỉ muốn nói đến các bạn là để ý đến cái máy Hello, giữa cái máy Hello và máy không Hello để bypass tool nghe gọi, dùng một cái tool miễn phí mình vừa bảo đấy.
Còn mọi thắc mắc gì thì các bạn cứ liên hệ với link Zalo mình để bên dưới đường link mô tả video đấy, mình sẽ giúp đỡ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.